bỏ ra ngoài chứ. Tilly ăn gặm sạch không? Đấy, mọi khi Tilly phải bỏ nguyên hộp đây rồi gặm sạch luôn này, còn sót ít thịt trong chỗ này thôi. Đấy, rất là giỏi. Ví dụ mấy nay trời nắng nóng quá nên đi rất muốn ăn đồ mát ấy nha. Nhiệt độ đây hơi cao nên Lily không được ra ngoài nghe chưa, không được mở cửa chạy ra ngoài đường nghe chưa, chiều mát cũng được ra nghe chưa. Giỏi lắm, ngon không? Ngon quá nhỉ. Ăn. Rồi, ăn hết đi con, hết.